Đoàn đã kiểm tra thực tế tình huống tiểu đoàn bộ binh đánh địch đổ bộ đường biển tại khu vực diễn tập ở thôn Mạch Nước, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh và khu vực diễn tập chống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự và bạo loạn, đánh bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh. Qua kiểm tra cho thấy, các lực lượng địa phương đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện cả kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự. Các lực lượng đã được hiệp đồng triển khai thực hiện đúng tiến độ, đủ điều kiện cho khung diễn tập đúng theo kế hoạch. Từ thời điểm triển khai làm công tác chuẩn bị diễn tập đến nay, các cơ quan đơn vị đã chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Phát biểu chỉ đạo tại khu vực diễn tập tình huống tiểu đoàn bộ binh đánh địch đổ bộ đường biển, đồng chí Nguyễn Đăng Khoang đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các lực lượng trong công tác chuẩn bị diễn tập. Đồng chí đề nghị các lực lượng vận dụng thêm một số kinh nghiệm trong các cuộc chiến tranh để bổ sung vận dụng vào thực tiễn diễn tập một cách hợp lý, hiệu quả. Trong diễn tập phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện phục vụ tổ diễn tập, các lực lượng tham gia huấn luyện, hợp luyện đảm bảo yêu cầu chất lượng. Phát biểu tại buổi kiểm tra tình huống chống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự và bạo loạn, đánh bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin ở thị trấn Cửa Việt, đồng chí Võ Văn Hưng cơ bản thống nhất với phương án của Công an tỉnh xây dựng, đồng thời đề nghị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện kịch bản diễn tập. Trong công tác diễn tập, các nội dung thực binh cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và các loại phương tiện vũ khí, đảm bảo an toàn cho các khu dân cư xung quanh, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong vùng.